Kịch xuống được rồi đấy. Mặt kịch đi. Này tôi nói cho anh biết nhá, cái loại này nó đi cướp chồng người khác. Thế còn banh à? Các người không biết phải trái đúng sai gì à? Nó không cướp chồng của em cả. Cướp chồng bắt người ta cái gì đâu? Từ từ, cái cướp chồng của người ta thì phải đánh nó đúng rồi nhá. Cái con này nhá, mày không làm mà mày ngủ với chồng người ta thế mà được à? Chị trả lại tiền cho người ta đi. Không là tôi báo công an đấy. Tiền á? Thế nó phải bồi thường thiệt hại cho gia đình tôi. Nó ngủ với chồng người ta nhá. Chồng người ta cho tiền nên vợ người ta lấy lại thì có làm sao? Đúng rồi. Ở đâu tự nhiên mình đến đây mình xía vào chuyện của gia đình người ta thế nào? Các anh chị bảo người ta ngủ với chồng anh chị. Thế anh chị có bằng chứng không? Bằng chứng á? Này, con này đây bằng chứng nha, chẳng qua không thích cô thôi. Đợi tí con này lấy cho xem. Bố là nơi ra đây mà xem này. Ngủ với chồng nhà người ta còn đòi bằng chứng á? Cùng cấp chồng của ai cả? Chị thôi đi. Thứ nhất ấy, chị đánh người ta mà không cho người ta phản kháng với giải thích lại. Thứ hai, chị có biết người ta là ai không? Còn anh nữa, chỉ chăm chăm đổ thêm dầu vào lửa, cứ kích động một người xung quanh để chị này lấy tài sản của người ta. Anh là đồng bọn của các chị này, có đúng không? Đồng bọn nào hả? Anh bị điên à? Bây giờ anh đi đánh ghen thì có phải hỏi tên của nó à hả? Nếu là anh hỏi tên của nó không? À! Chị cái gì nhá? Mày ta thấy này ghen thì ta bảo đánh con này là đúng rồi nhá. Đánh ghen thì là đúng rồi. Ê, ôi trời ơi, đánh ghen thì là đúng rồi. Cô giàn cảnh đánh ghen để chiếm đoạt tài sản.
con định chạy đi đâu? Tài sản nào, đánh ghê nào, tôi không biết gì hết. Không nói nhiều, lên phường trình bày. Thôi, cô đừng khóc nữa. Cô có làm sao không? Mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết. Sợ thật đấy, bây giờ đi ra đường nguy hiểm quá, trộm cắp như rươi. Thì tại em đang vội quá, thế là em cầm tiền rồi em đi luôn, em chẳng nghĩ cái gì cả. Thôi, không sao, cô cứ bình tĩnh lại. Không biết như nào nữa. Số tiền đấy là cả vòng sống của con em, bây giờ mà mất đi thì em chết mất. Không sao mà, cứ bình tĩnh đi. Thì sao các cô ở đây à? Làm nó đi tìm mãi. Tiền của cô đây, để em xem có thiếu không. May quá, anh về đây rồi. Có gì anh giúp đỡ chị ấy nhá, bọn tôi có việc, bọn tôi xin phép, bọn tôi phải đi luôn. Được rồi, cảm ơn các cô nhá. Em cảm ơn hai chị ạ. Cảm ơn hai chị ạ. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Hôm nay mà không có anh thì em không biết phải làm sao. Không có gì đâu. Mà cái người mà tôi bảo các cô giữ lại đây rồi. Thằng ấy nó chạy mất rồi anh ạ. Tôi không sao, bắt được đồng bọn của nó rồi, là ra hết đấy mà. Mà con cô bị bệnh gì mà cần số tiền lớn vậy? Con gái em bị bệnh tim. Và gia đình em cũng hoàn cảnh. Chú em nó vất vả từ bé. May mà có anh hôm nay giúp đỡ. Chứ nếu mà không thì cũng không biết phải làm sao nữa, em chết mất. Thế cô có bị làm sao không? Để tôi đưa cô đi bệnh viện nhá. Cô em không sao đâu anh ạ. Mình em đi cũng được chứ, đi cùng anh thế này thiệt anh quá. Một mình làm sao được, cầm số tiền lớn như thế này, nếu đâu lại có việc gì thì sao? Để tôi đưa cô đi. Thế hai đứa kia thì thế nào rồi anh? Mà anh lại lấy lại được số tiền cho em đấy ạ? Tại vì ở đây là nhà tôi mà, đường tôi nắm trong tay hết. À mà tôi bảo lần sau ấy, nếu mà con đi rút tiền thì nhớ đi cùng người nhà, hoặc là chú cốp xe đi. Chứ mà cầm tiền như thế này á, nguy hiểm lắm. Mà bệnh viện bây giờ người ta cũng cho thanh toán bằng thẻ rồi mà, nên là cô không phải rút tiền mặt nữa đâu. Thì tại em cứ nghĩ là bây giờ cầm tiền mặt cho chắc ăn, chi tiêu cái gì nó cũng thuận lợi, dễ dàng. Nên là... Thôi, đi thôi. Thế còn cái xe này... Xe này là... Của cái thằng mà nó chạy mất rồi ấy ạ. Để tôi cứ đưa cô lên viện, rồi tôi mang cái xe này lên đồn cảnh sát luôn. Em cảm ơn anh ạ. Các bạn thân mến, khi rút một số tiền mặt lớn từ ngân hàng, các bạn nên đi cùng người thân và chọn phương tiện di chuyển an toàn. Trong trường hợp nếu các bạn phải đi xe máy, hãy để tiền mặt trong cốp xe. Khuyến cáo các bạn nên sử dụng phương thức thanh toán bằng thẻ, tránh các trường hợp xấu như vừa rồi xảy ra. Hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi để tránh xa những sự nguy hiểm. I'm on the run, I've got no alibi for what I've done. Took what you treasure and I'm never gonna give it up. I left these empty streets and hide within the shadows. You think I'm low, but you don't know, don't know how low I go. I've been hunting for it, I've been planning for it. I'm the villain, yeah, I'ma take it, take it. I've been hunting for it, I've been planning for it. I'm the villain, yeah, I'ma take it, take it. I'm the villain. 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 I